Chào các bác. Thì ngày hôm nay là ngày 6 tháng 12, 2019 nha. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục giao lưu một số tác phẩm sam mini để bàn. Con này là trồng trong chậu tạm các bác. Bác về sang chậu rồi uốn éo thì tập chậu làm đó. Tác phẩm đó là đồng giá 250k nha. Thì sáng nay em giao lưu là tổng hết là 8 tác phẩm đó. Rồi đi bạn, đó. Coi là sống khuya thùng chậu lâu năm rồi nha. Rễ nó xuống tới đít chậu luôn này, đây này. Đâm ra nó ăn rơi đất luôn rồi. Trước mấy các bác là tác phẩm số 1 giá 250k. Còn đây thế giỏ này các bác thấy không? Nó có hai cái chân đó. Đó. Đưa một tay lên, một tay lên nó nhìn nó y như là thế giỏ Bình Định này các bác. Giá 250k nha. Chiều cao từ miệng chậu lên là 20 các bác. Đó. Còn tàn nó thì nứt rất chứ là xâm xê luôn. Đó. Hai mạch như nhiêu. Như không? Chẳng hạn bắt hàng không các bác. Rồi. Tiếp tục. Rồi, tiếp tục một tác phẩm số 2 các bác. Tác phẩm số 2 và tác phẩm số 3 là một cặp nha. Một cặp y xì luôn các bác. Nhìn nó rất đó, thấy chưa? Các bác nhìn thấy chưa? Tương tự đó thôi. Tác phẩm số 3, số 2 và số 3 nha. Là cặp này là giá 500k. Một coi 250k luôn rồi đó. Bác nào giao lưu một cặp này về chơi nó y xì luôn đó, thấy chưa? Tôi dán là nó tương tự tựa tựa nha đó ha. Số 3 đẹp hơn. Rồi số 2 coi keo từ miệng chậu lên là khoảng cỡ 30 các bác đó. Hai chi nha, chi là lách cũng yếu đây. Nghệ thuật rất là nghệ thuật. Ở đây trồng khoảng đây còn tầm khoảng 2-3 tháng thôi các bác, không hơn rồi chứ. Chỉ cần nó lớn sao nó lâu phát triển đó. Giá 250k. Bác nào thích chút coi quý hàng đây bọn đi vô đấy. Đây tác phẩm số 3 đây, quay chi tiết cho các bác xem. Thấy chưa, quả rất là nghệ thuật. Những cái điểm collect rất là quái nha. Đó. Thấy chưa? Rất đẹp. Phẩm này còn 210k luôn. Bác nào thích thì cứ chốt coi. Liên hệ cho em. Ở nó chiều cao từ miệng chậu lên tầm khoảng 20 các bác. Đó. Chiều dài của tàng nó bay ra là khoảng 20-25 vậy đó. Thằng nó là cờ to khoảng ngón tay cái nha. Rồi tiếp tục tác phẩm số 4 các bác. Ở này có cái đế cũng rất là to, đế cũng còn khoảng 25 các bác. Đó. Rất xinh xê nha. Hai cái rễ quái này. Kiểu lách khủng khiếp hơn các bác. Ở đây là tính miệng chậu lên cái thân của nó là khoảng mười mấy các bác, còn nó cái chi nó là không tính khoảng 15 đó. Phẩm này là giá 250k nha, rễ nó anh cũng tới đi chậu luôn rồi. Tác phẩm số 4 giá 250k. Rồi, tiếp tục tác phẩm số 5. Có nước rất chứ là sung. Đó. Nhìn nó rất là quái các bác. Rồi thì đế nó không có. Không có thân, đế nó nhỏ, nằm lúc chứ đâu. Đó. Cái nào đang coi, cái trái anh coi này. Còn sót một cái. Rụng cái đây nữa đây. Cành rất là sung sê. Còn đây cao tầm khoảng 17-18 các bác. Đó. Phóng mini. Chỉ cần nó rất là to rồi. Cũng mình đưa ngón tay út rồi. Đó. Còn nó vừa uống yếu lại xì các bác. Giá 250k nha. Tác phẩm số 5. Rồi, tiếp tục tác phẩm số 6. 250k luôn.
cỡ cũng tầm khoảng 20 cây bắp đó. Và nó có cái thân rất là nghệ thuật nha. Hai rễ kéo xuống rồi nè. Đó, con lách uống lượng. Đây nước còn chưa xong đấy. Mới kết giật lại thôi, đó. Thấy không? Và nói về cái bác để bàn AC. Không số xéo nha. Các bác nhớ nhìn cho kỹ nha. Đó. Chúc coi cho chính xác. Rồi tiếp tục tác phẩm số 7 các bác. 150k luôn đó. Bác nhìn thấy cái đường thân nó uống rất là nghệ thuật không? Có lách rất là ngặt nghèo nha. Đó. Con này cao tầm khoảng 15 các bác. Từ một chậu lên. Hơn nghiêng luôn. Bác. Chỉ cần rất là xum xê. Đó. Thấy chưa? Con này có cái thân to lớn hơn tiểu các bác. Đó. Bác nhanh tay nha, nhanh tay chốt coi một vèo lửa đó. Rồi tác phẩm cuối cùng, tác phẩm số 8. Phẩm này là cái thân nó to, nó không có đế nhưng mà cái thân nó to hơn con tay cái các bác. To kinh khủng rồi. Đó, các bác nhìn đi. Còn nó cao tầm khoảng 25. Đó. Coi nó coi rất là già coi. Chưa? Phẩm này là cũng giá 250k luôn nha. 150k. Các bạn nhanh tay, quẹo lửa. Đó. Có rất là nghệ thuật. Rồi. Đây là video đây kết thúc nha. Chốt 8 coi. Các bác cứ nhanh tay liên hệ cho em. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Cháy hàng chỉ trong giờ lát không. Rồi video đây kết thúc.